Kuki bên đây, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Yandere Simulator. Và có một phiên bản mới nữa các bạn ơi. Phiên bản này là vào tháng 3 ngày 28. Và phiên bản này mình sẽ nói trước với các bạn luôn là nó rất là tuyệt vời. Mặc dù chỉ là một cái cập nhật khá là bé thôi. Trước khi mà bắt đầu cái tập lần này thì mình sẽ nói với cái tập trước một chút là mình đã chơi một cái mod có tên là Avai Simulator. Thì trong cái mod đó khi mà mình đổi kiểu tóc cho... Cocona, đúng rồi, Cocona. Thì các bạn nhận ra là Cocona đã nhỏ đi rất là nhiều, bị lép xuống. Thì cái đó không phải là thay đổi kiểu tóc mới bị nha, mà là do là mình đã làm cái nhiệm vụ gọi là may một chiếc áo mới cho Cocona, cho nên là nó mới như vậy. Rồi, thì mình giải thích cho các bạn đó. Mất công các bạn thắc mắc. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến với lại cái update với lần này của chúng ta. Là chắc là các bạn cũng đã nhận ra được khi mình đi nép qua chỗ này rồi. Thì ở đây chúng ta đã có thêm những cái vật phẩm mới. Đây, đó chính là cái túi cặp táp khi mà đi học. Cái túi cặp táp này thì chúng ta có thể nhét đồ vào bên trong được các bạn ơi. Và cái này thì mình nghĩ là chắc là bên ABC Mission nó đã có rồi. Nhưng mà vấn đề là ở bên cái phiên bản này vẫn chưa có, cho nên là bây giờ nó đã cập nhật vào luôn các bạn ơi. Đấy, thì các bạn thấy là mấy cái thằng đầu gấu nó cũng đang sử dụng cái này. Có nghĩa là đây. Thôi đã, cái thằng kia không phải là cái thằng này. Mình đang cần cái thằng này các bạn ơi. Cái thằng này nó có một cái cây mà mình rất là cần. Rồi. Đạp chưa? Cút đi. Rồi, quay. Đừng có ai nhìn thấy nha. Nhanh lên, nhanh lên. Đó. Như các bạn thấy là chúng ta có thể gọi là lấy được cái cây của thằng đó và chúng ta nhét vào trên trong cái giỏ của chúng ta được. Đó, thì như vậy là các bạn sẽ có thể tha hồ mà moi cái ống cống lên được luôn và không có bị gặp bất cứ một cái trở ngại nào cả. Đấy, và các bạn có thể gọi là tự do mà có thể cầm vũ khí vào trong trường và không bị cái bọn hội học sinh nó bắt đi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao cái bọn đầu gấu lại có thể đem vũ khí trong trường chỉ vì nó có cái túi này. Cái đó cái này đều khó hiểu nhất, đều bí ẩn nhất trong Yandere Simulator, trong khi mình cầm vũ khí trên tay thì bị bắt. Để đằng sau mà cầm nó cũng giống như nhau thôi, có khác gì đâu. Rồi, mình đã luôn tự hỏi là tại sao mà Yandere anh có hai cái tay nhưng mà chỉ cầm được có một món đồ thôi. Và bây giờ là mặc dù là nó hơi khác một tí so với cái tưởng tượng của mình, nhưng mà nói chung là chúng ta đã có thể cầm được nhiều item hơn rồi. Tiếp đến là bên đây đi. Mình thử sử dụng đến cái túi số 5 mà. Rồi, thử xem là chúng ta có chét được cái gì khác vào hay không. Nhưng mà ở đây là có cái con này rồi, làm sao đây? Cái là không sao đâu chị. Mình cũng muốn có cái túi đàn ở phía sau nữa. Không được rồi. Để gần tí đó, mình phải nhét vào liền luôn. Xem chúng ta nhét vào được không. Không nhét vào được à. Vậy là chắc cái này quá to cho nên là không nhét vào được các bạn ơi. Bị trừ 20 điểm rồi. Cái này quá to không nhét vào được. Thì mình sẽ thử nhét cái khác xem sao. Có cái gì để nhét không ta. Theo mình biết là có cái radio với là cái đầu bot rồi. Là hai cái đó, hai cái nhỏ đấy. Hai đứa này đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau à. Mình tưởng là tụi nó đang nói chuyện một mình chứ. Rồi, bây giờ thử nhét vào nhá. Radio xem nào. Nhét vào được các bạn ơi. Mà chỉ nhét được có một món thôi. Ở đâu boss xem. Không phải. Lấy ra một chỗ khác nhá. Đừng có nói là cái radio nhét được, nhưng mà cái đầu boss là nhét không được nhá. Nhét được hay sao các bạn ơi. Rồi, nhét được. Tốt. Hồi trước thì chúng ta phải đi lấy hai cái món rất là phiền. Và bây giờ thì chúng ta đã có thể nhét vào được rồi. Chúng ta có thể gọi là đem theo cả hai món cùng lúc luôn. Hay là cái này chẳng hạn. Đem coi nếu mà vật nhỏ thì có thể nhét vào được hai cái không. Không được các bạn ơi. Nếu mà vật nhỏ đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải gọi là lấy ra mới nhét vào được. Tính ra là chúng ta chỉ nhét được có một thứ vào thôi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là bây giờ Yandere Chan đã có một cái trang bị khá là đầy đủ.
Phía sau này một cái túi đựng vũ khí, một cái túi đựng dụng cụ và cái radio trên tay. Rồi bây giờ thì chắc là không còn cái món nào để mình có thể nhét vào được nữa rồi. Hiện tại là chắc chỉ mới có radio thôi. Mình sẽ thử lên xương thử xem coi. Trong cái phần ghi chú của Gia Đình Đẹp thì hình như là trên xương thử có cập nhật một cái gì đó mới nữa. Cái đó thì hình như là vẫn chưa thể sử dụng được cái sao ấy. À cái này đây đúng không? Cái này bây giờ vẫn chưa thể sử dụng được, nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ sử dụng được. Và Gia Đình Đẹp bảo chúng ta là hãy cứ mong đợi đi, chờ đợi đi. Mình nghĩ chắc là công dụng của nó cũng sẽ giống với cái này thôi, cũng sẽ làm cho ai đó gọi là biến mất. Nhưng mà cái này là cái gì đây ta? Mình không rõ lắm, nhìn vào không hiểu cái này là cái gì cả. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới xem. Mình sẽ thử. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, quên rồi. Ở đây 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 có vũ khí các bạn ơi. Nhưng mà có người nhìn rồi, bây giờ sao đây? Không được không được không được. Mình đang tính thử nhét vũ khí vào trong cái cặp kia coi được không. Có cái radio thì ôi, tại sao tôi lại vào đúng cái lúc này? Cái tụi này, cái tụi này lại vào đúng cái lúc này các bạn ơi, khó chịu ghê. Cút đi. À, bị tách biệt rồi các bạn ơi. Ba thằng con trai đi riêng lẻ, trong khi là hai đứa con gái kia thì nó nãy mình mới thấy trên kia đi chung với nhau rồi, khá là buồn. À rồi, nhét vào, lấy cái kia ra, cái remote bỏ đây. Đây 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 đây, mình thử xem mình có nhét được cái cây này không. Cái cây này cũng khá là lợi cho mình các bạn ơi. À không được rồi, thử cái này xem. Cái này được. Cái này thì sao? Cái này được luôn. Đấy là những cái vật phẩm mà nó khá lợi cho mình. Mình hy vọng là chúng ta có thể nhét hết vào được, nhưng mà nó không được các bạn ơi. Đây, thử xem là mình mặc vào được không. Trang bị khá là đầy đủ luôn các bạn ơi. Radio. Wow, nhưng mà mặc cái áo này vô sẽ bị gọi là cảnh giác. Rồi, trừ 30 điểm luôn. Xác định ngày mai bị đuổi học rồi. À, bây giờ để xem nào. Nhưng mà cái đó là do cái vũ khí nó quá to đúng không? Cho nên mình không nhét vào được. Nếu mà là một con dao bé bé thì sao đây? Đợi tí nữa. Đè cái nút để số 1 để tháo cái áo ra trước rồi đó. Mình sẽ qua bên cái phòng câu lạc bộ nấu ăn đi. Trong đây có một con dao. À tụi nó đi hết rồi, tốt quá. Nói chung là mình phải thử cặn kẽ xem. Rồi, lấy ra lấy ra. Không được, vũ khí là không được luôn. À, nhưng mà vũ khí có thể giấu được trong trong người. À ra là vậy các bạn ơi, vũ khí nhỏ là có thể giấu được rồi, cho nên là không cần thiết phải làm như vậy nữa. Là có tính toán hết rồi các bạn ơi, chứ không phải là cái gì hết. Mình cứ tưởng là cái túi này khá là bất tiện chứ. Rồi đại khái là lần này cái bản cập nhật của chúng ta là như vậy. Mình sẽ gọi là qua bên kia để khởi cái ống cống lên thử xem. Đây, phải áp dụng luôn mới được. Đấy, đó, từ giờ là các bạn có thể gọi là thoải mái khởi cái ống cống lên và không bị gì cả nhé. Đó, trang bị khá là đầy đủ rồi. Để mình đi tìm một cái vũ khí xem nào. Ở phía kia có người luôn. Nhân tiện là mình sẽ thử áp dụng cái này như một cái vũ khí xem sao nhé. Bỏ xuống. Ui, ném được à? Mới bị các bạn. Chúng ta có thể ném được. À, chắc là đây chỉ là do hên thôi. Nhưng mà mình vẫn chưa quen với cái nút cho lắm các bạn ơi.
Đấy là cách áp dụng của cái túi này nhé các bạn. Và mình thử kết hợp với cái này với Exister xem có được hay không. Kết hợp với lại Hollow Mod xem. Ồ, được luôn các bạn ơi. Xem nào. Thử bỏ cái túi xuống và lấy ra. Còn ngoài cái cây này, mình có thể bỏ cái cây kiếm vào hay không? Ồ, chúng ta có thể bỏ cái kiếm vào các bạn ơi. Ồ, cái này rất có công dụng đấy. Mình có thể làm được nhiều thứ lắm. Những cái vật mà dài là mình đều có thể bỏ vào đây hết được. Rồi chúng ta cần bế lên thôi chứ không làm gì được khác được cả. Thử xem bế lại chỗ con học sinh coi nó có phản ứng gì không. Ê? Không có phản ứng gì à. Không có phản ứng gì cả các bạn ơi. À, nhưng mà được rồi, lần này là mình đã thử nghiệm cho các bạn xem cái túi này nó lợi hại đến mức độ nào rồi. Chúng ta có thể gọi là tha hồ mà nhét những cái vật phẩm vào và mang đi để mà áp dụng. Đó thì giống như hồi nãy mình đã làm, đó là chúng ta có thể sử dụng cái cây gậy để mà thủ tiêu các cái tinh địch của chúng ta. Rồi thì video này sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn người mới. Đừng quên lúc chú tôi nhìn nhiều nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.